chào quý khán giả đã đến với kênh Thời sự News. Kính thưa quý khán giả, với sự xuất hiện đầy bất ngờ của con trai Bộ trưởng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa là Thiếu tướng Ngụy Chí Hữu ở Campuchia, Trung Quốc đang cho thấy sự quyết tâm ép buộc Việt Nam phải đi theo hướng chỉ đạo của mình. Chỉ trong một ngày mới nhận chức, Ngụy Chí Hữu cũng cho thấy bộ mặt tàn bạo của mình khi bắt 4 người lính Campuchia tra tấn, đánh đập để răn đe quân đội Trung Cam phải trung thành với Tổ quốc Trung Quốc. Tuy nhiên, đúng như cha của Ngụy Chí Hữu đã dự đoán, sự tàn bạo độc đoán của con trai sẽ đem lại nhiều kết quả bất lợi, đặc biệt là sự phản bội của những người lính Campuchia bị dồn vào nước đường cùng. Lòng tự tôn dân tộc của họ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ khi người Trung Quốc cậy sức mạnh chèn ép và sỉ nhục họ. Bằng chứng cho thấy, Ngụy Chí Hữu chỉ là một kẻ ngựa non háo đá. Hắn không nghe lời cha mà chỉ hành động theo bản năng, lấy sức mạnh đè bẹp ý chí của những người lính Campuchia. 18 người lính Campuchia đã vùng dậy từ cõi chết chạy về biên giới Việt Nam, phản bội lại quan thầy Trung Quốc và cha con Hun Sen, là một bài học đắt giá ban đầu mà kẻ thất phu này phải gánh chịu. Trong khi Tập Cận Bình giao trách nhiệm cho Ngụy Chí Hữu lãnh giáo đội quân Trung Cam, ông cũng không quên nhắc nhở tướng Lý Tất Thành làm cố vấn, cộng sự nhiệt tình cho viên tướng trẻ này. Ngụy Phượng Hòa khi ngăn cản con trai không được, đành bất lực dấn thân vào con đường binh lửa để giúp con trai một tay. Vào đêm hôm qua, Ngụy Phượng Hòa ra lệnh cho Trung tướng Vạn Xích đang chỉ huy tuyến biên giới Tây Bắc tấn công đánh chiếm nhiều cứ điểm quan trọng của Việt Nam. Trong số những cứ điểm quan trọng này có Bình Độ 466 thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị quân địch tấn công mạnh mẽ. Từ nhiều năm kể từ sau năm 1989, hầu như tuyến biên giới Tây Bắc đã tạm yên ổn, cửa khẩu hai nhà nước thông thương. Tuy nhiên, Bình Độ 466 vẫn là nơi xảy ra nhiều cuộc chiến quyết liệt, không có chút khoan nhượng. Khu vực này chỉ cách cửa khẩu Thiên Bảo của Trung Quốc tầm 6 km, bởi vậy mà lính Trung Quốc di chuyển đến đây rất thuận tiện, không giống như các khu vực khác thuộc tỉnh Hà Giang, toàn đồi núi hiểm trở. Nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc vẫn luôn muốn chiếm Bình Độ 466, bởi ở đó có mỏ kim cương lớn nhất trên thế giới. Nhưng suốt mấy chục năm qua, hàng ngàn lính Trung Quốc đã bỏ mạng, vẫn không thể chiếm được. Vào tháng 7 năm 1984, ở Vị Xuyên cũng nổi tiếng với những trận đánh lịch sử như núi đất hay còn gọi là núi Lão Sơn. Quân Trung Quốc đã chiếm được dãy núi này sau khi tàn sát 4.100 bộ đội Việt Nam và hiện giờ hơn 4.000 xác lính Việt Nam vẫn còn bị chôn vùi ở đó, chưa thể mang thi thể về được quê hương. Nếu xét từ năm 1989 đến nay, Bình Độ 466 là nơi chôn vùi hàng chục ngàn binh lính của cả hai bên. 80% là lính Trung Quốc bởi chúng dùng chiến thuật biển người tấn công. Quân đội Việt Nam đã tập trung quân lực ở Bình Độ này, quyết không để rơi vào tay giặc như năm 1984. Ngụy Phượng Hòa muốn tiến đánh phía Bắc để quân Việt Nam kéo giãn đội hình ở biên giới Tây Nam, rảnh tay cho con trai thực hiện mưu đồ xâm lược. Tuy nhiên, tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam đã đoán được mưu đồ này. Trong trận đánh ở núi Bà Cóc, nhiều sĩ quan quân đội vẫn oán trách tướng Bùi Cao Khánh đã không dốc toàn lực trừ khử con trai Ngụy Phượng Hòa, để bây giờ hậu quả khó lường. Phải thừa nhận rằng trong trận đánh đó, tướng Khánh của Việt Nam có vẻ như cố tình cho con trai Ngụy Phượng Hòa chạy thoát. Khi bị nhiều tướng tá phản đối, tướng Bùi Cao Khánh không nhận lỗi, nhưng cũng không phản đối những tướng tá dưới quyền. Quan điểm của ông từ trước tới nay là không dồn giặc vào đường cùng, tha được cho ai thì cứ tha. Tuy nhiên, khi Ngụy Chí Hữu được tướng Khánh gián tiếp tha bổng, khác hẳn với những gì mà tướng Khánh suy nghĩ, hắn không trở về Trung Quốc lấy vợ sinh con theo nguyện vọng của cha hắn, mà lại ở lại Campuchia chỉ huy quân lính Trung Cam tiến đánh Việt Nam. Những người có tầm nhìn xa như tướng Bùi Cao Khánh, ít có tướng tá nào hiểu được. Đặt giả thiết trận đánh tại núi Bà Cóc, tướng Khánh quyết lấy mạng Ngụy Chí Hữu, thì chắc chắn hắn đã bỏ mạng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, ông Ngụy Phượng Hòa là người có binh quyền lớn nhất của quân đội Trung Quốc, sẽ cho phát động tổng tấn công trên ba mặt trận. Việt Nam và Trung Quốc sẽ xảy ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Lúc đó, đừng nói rằng chỉ có một vạn người chết, mà con số người bỏ mạng có thể lên tới cả triệu người. Đó là chưa kể đến sự hủy diệt của chiến tranh. Hãy nhìn vào đất nước Ukraine bây giờ thì sẽ rõ. Chính vì vậy, tướng Khánh chỉ muốn bắt sống con trai Ngụy Phượng Hòa về thụ án. Chỉ khi hắn bị tù, Ngụy Phượng Hòa mới ở vào thế ném chuột sợ vỡ lão quý. Nếu hắn tấn công mạnh trên nhiều mặt trận, mạng sống của con trai hắn sẽ gặp nguy hiểm.
ngay cả khi Ngụy Chí Hữu đang khỏe mạnh cũng có thể lăn ra chết bất đắc kỳ tử bất kỳ lúc nào. Người Việt Nam không thiếu gì lý do, còn ông Ngụy Phượng Hòa đang thụ án tù, tự nhiên lăn ra chết. Dù Ngụy Phượng Hòa biết rằng cái chết của con trai có nhiều uẩn khúc, nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì để kết tội phía Việt Nam. Trong một sự kiện khác có liên quan đến Campuchia, trước viễn cảnh đầy tang thương mà Trung Quốc sắp phải trải qua, Trung Quốc chỉ còn con bài duy nhất tại Campuchia. Theo nhiều nguồn tin từ Campuchia cho biết, trong những ngày qua, Trung Quốc liên tục điều tàu vận tải quân sự chở theo vũ trang hạng nặng đến Campuchia. Nhưng tất cả được ngụy trang bằng tàu vận tải hàng hóa theo phương thức xuất nhập khẩu thương mại từ Trung Quốc đến Campuchia. Sau nhiều ngày theo dõi ở vị trí cập cảng của những con tàu này, các gián điệp Việt Nam phát hiện ra toàn bộ hàng hóa bên trong là vũ khí, trang thiết bị phục vụ cho quân lính Campuchia. Vào buổi sáng ngày hôm nay 3 tháng 3, phía chính quyền Trung Quốc đã triệu hồi ông Nguyễn Văn Phong, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, để đưa ra quyết định phản đối chính quyền Việt Nam cho Hải quân bắn chìm chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc. Sau khi triệu hồi và đưa ra quyết định cho Nguyễn Văn Phong, phía Trung Quốc trực tiếp đe dọa ông lãnh sứ quán của Việt Nam tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ của người đại diện chính quyền Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Phong đã cứng rắn tuyên bố với chính quyền Trung Quốc rằng: "Nếu tôi sợ chết, tôi đã không có mặt ở đây. Người Việt Nam chúng tôi là như vậy, dám nghĩ, dám làm, mà đã làm thì dám nhận. Tôi sẽ báo cáo lại với phía nhà nước Việt Nam và sẽ có câu trả lời thích đáng. Tuy nhiên, tôi cũng đưa ra lời cảnh báo rằng tôi sẽ đưa Bắc Kinh ra tòa án quốc tế nếu vẫn có những lời đe dọa tôi và Việt Nam tôi." Vâng, không biết câu chuyện của người đại diện chính quyền Trung Quốc nói với ngài tham tán Nguyễn Văn Phong của Việt Nam ta như thế nào, nhưng sự căng thẳng tột độ này chứng tỏ hai nhà nước Việt Trung đang có những dấu hiệu bất ổn lớn. Xin mời quý khán giả cùng đón nghe tiếp bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi để hiểu rõ hơn mối bất hòa giữa Việt Nam và Trung Quốc còn có thể hàn gắn được hay không, hay phải giải quyết với nhau bằng súng đạn trên chiến trường. Như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, Thượng tướng Lý Tất Thành của Trung Quốc được lệnh Tập Cận Bình đến Campuchia tiến đánh Việt Nam vào hôm qua 2 tháng 3, 2023. Thông tin về lực lượng quân chủ lực của Trung Quốc có mặt tại Campuchia khiến phía Việt Nam phải nâng cấp báo động lên sẵn sàng chiến đấu. Theo nhiều nguồn tin thế giới, trong đó có cả nguồn tin tình báo của Việt Nam từ Campuchia báo về, số lượng lính ban đầu của Trung Quốc đã đến Campuchia ước tính lên đến 300.000 quân. Tuy nhiên, số quân lính này đang tạm thời đóng quân tại một vài khu căn cứ bí mật gần cảng biển Graham thuộc thành phố Sihanoukville. Một số lớn khác đóng quân tại đảo Con Cơm. 30.000 quân trong số này đã theo tướng Lý Tất Thành sát nhập với sư đoàn 14, quân chủ lực Campuchia đang đóng quân tại huyện Chum Kỳ Đi, cách tỉnh Long An Việt Nam ta 12 km. Đây là một thông tin gây chấn động đối với phía Việt Nam. Việc Trung Quốc đưa quân đội đến Campuchia theo bản mật ước Bắc Kinh khiến cho nền an ninh Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng. Ngay số lượng ban đầu đã có tới 200.000 binh lính Trung Quốc đổ bộ vào Campuchia. Và không biết trong những ngày tới đây, Trung Quốc sẽ đưa bao nhiêu binh lính nữa đến Campuchia vẫn còn là một câu hỏi lớn dành cho phía Việt Nam ta. Như chúng ta đã biết, trong suốt thời gian dài vừa qua, Trung Quốc thúc ép Campuchia gây sức ép lên phía Việt Nam bằng cách cho quân xâm chiếm đường biên giới. Mục đích của hai nhà nước này quá rõ ràng là muốn có một cuộc chiến tranh xảy ra nơi biên giới Việt Nam. Mặc dù Việt Nam biết rõ nếu cho quân đội đánh trả quân đội của Campuchia, Trung Quốc sẽ có cái cớ để đưa quân đội và vũ khí vào Campuchia theo đúng mật ước Bắc Kinh mà hai nhà nước này đã ký kết trước đó. Thế nhưng, Việt Nam ta không đứng yên chịu trận. Chẳng lẽ kẻ cướp đến nhà cướp bóc gây án mạng mà chỉ đứng trơ mắt ếch nhìn chúng nó hay sao? Bởi vậy, đã nhiều lần Việt Nam cho quân đội đánh đuổi lính Campuchia về nước. Sự vụ gần đây nhất diễn ra tại tỉnh Long An khiến giọt nước tràn ly. Trung Quốc và Campuchia cho rằng đây là thời điểm thích hợp để công khai đưa quân đội vũ khí vào Campuchia. Kính thưa quý khán giả và các bạn, trước đó bắt đầu từ đêm hôm qua, tàu bè phía Trung Quốc đã tấp nập ra vào cảng biển Rayam thuộc thành phố Sihanoukville của Campuchia. Số tàu bè này vận chuyển quân lính Trung Quốc đến Campuchia từ đảo Hải Nam. Tuy nhiên, không thấy tàu Trung Quốc chở vũ khí đến Campuchia. Có nhiều nguồn tin cho rằng trong mấy năm qua, Trung Quốc đã vận chuyển đến Campuchia quá nhiều vũ khí rồi, nên bây giờ chỉ cần đưa quân lính đến là đủ. Nếu Trung Cam phát động một cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, thì số lượng vũ khí Trung Quốc đã đưa đến trước đó cũng đã đủ dùng cho cuộc chiến này. Nhưng phía Việt Nam không cho là như vậy.
Trong mọi cuộc chiến, không thể nói từng nào vũ khí mới gọi là đủ. Điều này có thể chứng minh qua một ví dụ điển hình. Đó là vào tháng 4 năm 1981, phía Trung Quốc tấn công chiếm bình độ 400 của ta. Bình độ này nằm ở xã Thanh Hòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Nó là một dãy núi trải dài, nằm dọc khu vực phân chia ranh giới giữa hai nước Việt Trung. Vì độ cao trung bình là 400 mét so với mực nước biển, nên lính Việt Nam gọi đây là bình độ 400. Sau cuộc chiến này, người ta ước tính rằng chỉ riêng đạn pháo cả hai bên bắn sang nhau trên bình độ 400 này bằng tổng số đạn của cả Thế chiến thứ hai gộp lại. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng với số lượng vũ khí mà Trung Quốc đưa đến Lạng Sơn không thể nào đủ cho một cuộc chiến. Trong bài phát biểu tại thủ đô Hà Nội với cựu chiến binh Việt Nam, tướng Lê Mã Lương có đưa ra nhận định rằng nếu chiến tranh dọc theo tuyến biên giới Tây Nam của Campuchia có sự tham gia của quân đội Trung Quốc, thì bình độ 202 của Việt Nam tại khu vực ngã ba Đông Dương sẽ là nơi xảy ra chiến sự quyết liệt nhất. Vâng, dọc tuyến biên giới dài 1.270 km này có rất nhiều tuyến đường quan trọng và hiểm trở. Cứ điểm đồi đài 601, khu vực bình độ 202 của Việt Nam vẫn được mệnh danh là đồi quan sát quốc tế. Quân lính Trung Quốc và Campuchia sẽ cho quân chiếm cứ đồi đài này. Vì nếu chiếm được đài quan sát đó, thì gần như nhất cử nhất động của quân đội ba nước đều nằm trong tầm ngắm. Cứ điểm này là nơi giao tranh quyết liệt, vì nó cũng có thể ngốn một lượng đạn pháo giống như bình độ 400 năm 1981. Chính vì điều này, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục vận chuyển vũ khí đến Campuchia. Nhận định rõ điều này, phía Việt Nam ta đã lên một kế hoạch đánh giặc từ xa, đó là cho lính hải quân đảm nhiệm. Theo đó, vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, 4 con tàu vận tải chở vũ khí của Trung Quốc trên đường tiến về lãnh hải Campuchia. Chúng đi ngang qua cách đảo Phú Quốc khoảng 10 hải lý. Và điều này theo luật quốc tế quy định đã xâm phạm vào lãnh hải của Việt Nam. Phía Hải quân Việt Nam đã dự tính trước điều này nên đã điều động 2 con tàu chấp pháp lớn nhất của Việt Nam phục kích sẵn. Tàu chấp pháp Hamilton 8020 là con tàu lớn thứ hai của Việt Nam. Nó được mệnh danh là một mình chấp cả Đông Nam Á. Với lượng giãn nước 3.250 tấn, đi sau con tàu này là con tàu H222 số hiệu 7011, lượng giãn nước lên đến 4.300 tấn. Hai con tàu được lệnh đợi sẵn ở đây, có nhiệm vụ tấn công tàu địch nếu chúng xâm phạm vào khu vực 12 hải lý. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng nay, 4 tàu vận tải vũ khí của Trung Quốc lù lù xuất hiện. Chúng ngang nhiên đi vào vùng biển Phú Quốc và không hề thông báo cho phía Việt Nam biết trước. Tàu Việt Nam đã đưa ra lời cảnh báo sớm, nhưng tàu Trung Quốc lại không coi tàu Việt Nam ra gì. Được biết, 4 con tàu Trung Quốc là những tàu vận tải cực lớn, mỗi chiếc có tải trọng lên đến 200 tấn. Chúng chuyển vũ khí từ đảo Hải Nam đi qua đây. Trên tàu những chiếc vải bạc che đậy kín nên không thể nhận biết đây là loại vũ khí gì. Khi phía Việt Nam cảnh báo chúng lần thứ 3, tàu Trung Quốc vẫn ngang nhiên, không thay đổi hướng đi. Chúng còn lấn sâu hơn vào bờ biển Việt Nam theo hướng di chuyển. Tức thì hai tàu chấp pháp của Việt Nam đã bất ngờ nổ súng. Hàng loạt ngư lôi và rocket từ hai tàu Việt Nam lao ra, bay thẳng tới 4 chiếc tàu giặc. Trong chốc lát, cả 4 chiếc tàu chở vũ khí của Trung Quốc đã bốc cháy. Những tiếng nổ lớn vang trời ngoài biển khơi, vang đến tận đảo Phú Quốc. Điều này chứng tỏ những vũ khí trên những con tàu này phát nổ, không thể có cách cứu chữa. 4 con tàu bốc cháy dữ dội, khoảng 20 phút sau thì chìm xuống đáy biển khơi. Hai tàu chấp pháp của Việt Nam đã hạ gục 4 con tàu Trung Quốc xong, nhắm hướng bờ biển chạy thẳng vào đất liền. Trong chương trình thời sự buổi sáng ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Tập Kiên đã lên sóng truyền hình, trực tiếp tố cáo Việt Nam đã bắn hạ 4 con tàu chở hàng của Trung Quốc. Theo lời ông Triệu Tập Kiên, 4 con tàu chở hàng của Trung Quốc đang chuyên chở lương thực, thực phẩm để giúp đỡ nhân dân Campuchia. Khi đi ngang qua cách đảo Phú Quốc 20 hải lý thì tàu Việt Nam bắn chìm. Triệu Tập Kiên còn nói rằng, 4 chiếc tàu chở hàng này trước lúc bị bắn hạ còn gọi điện về trung tâm chỉ huy tàu ở đảo Hải Nam. Họ khẳng định có 20 chiếc tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam đã chặn đầu 4 con tàu này. Nhưng phía tàu Trung Quốc không nghĩ rằng tàu Việt Nam sẽ nổ súng, bởi vậy đã không có sự đề phòng trước. Khi 20 tàu Việt Nam đồng loạt nổ súng, 4 con tàu này đã bốc cháy và chìm xuống biển. Triệu Tập Kiên kết thúc bài phát biểu bằng những lời dọa nạt thường thấy của phía Trung Quốc. Triệu Tập Kiên yêu cầu phía Việt Nam phải đứng ra nhận trách nhiệm về sự vụ này để Trung Quốc có hướng giải quyết. Nếu không, phía Trung Quốc sẽ cho hải quân nhấn chìm tất cả các đảo đá
mà Hải quân Việt Nam đang đóng quân trái phép ở hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, phía Việt Nam sau một ngày nghe ngóng vẫn thấy im lặng, rất có thể phía Việt Nam ta sẽ có câu trả lời Trung Quốc vào buổi sáng ngày mai, thông qua người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Các nhà quan sát quốc tế nhìn nhận câu chuyện này theo một con mắt khác. Bình luận trên sóng truyền hình BBC News, người phát ngôn viên đưa ra lời bình đặt. Chúng tôi nghĩ rằng chẳng có một lý do nào tàu Việt Nam lại dám nổ súng bắn hạ 4 tàu của Trung Quốc. Có rất nhiều điểm để chứng minh cho giả thuyết này. Thứ nhất, tàu Việt Nam chưa bao giờ ra khơi với số lượng tàu đông đảo lên đến 20 chiếc như lời Triệu Tập Kiên đã nói. Ngay cả vào thời gian khi tàu HD8 của Trung Quốc xâm phạm vào bãi Tư Chính của Việt Nam, nhưng chưa bao giờ Việt Nam điều động đến 20 con tàu ra bãi Tư Chính. Hiện trường vụ nổ tàu Trung Quốc đêm qua cách Việt Nam 20 hải lý thuộc phạm vi quốc tế thì Việt Nam làm sao dám nổ súng? Thứ hai, nếu 4 con tàu Trung Quốc trước khi bị bắn hạ vẫn liên lạc với chỉ huy đất liền thông báo có 20 tàu Việt Nam đang quay lấy 4 con tàu Trung Quốc, thì chắc chắn phía Trung Quốc phải ghi lại được những hình ảnh này làm bằng chứng, và đương nhiên họ sẽ đưa các bằng chứng đó để tố cáo Việt Nam. Nhưng Triệu Tập Kiên nói như vậy nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Thứ ba, Triệu Tập Kiên nói khi các tàu chiến máy bay của Trung Quốc bay đến hiện trường thì chỉ có 2 con tàu Mỹ ở đó. Nếu tàu Việt Nam gây ra vụ việc này, không thể nào chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của máy bay. Điều này theo như chúng tôi nhận định, phía Việt Nam vô can, không dính gì đến vụ cháy tàu đêm qua. Những gì xảy ra bất lợi cho phía Trung Quốc đều đổ lỗi cho Việt Nam. Đây là đặc tính ăn sâu vào trong ADN của người Trung Quốc. Và mỗi khi bên trong đại lục gặp khó khăn, không thể giải quyết được, thì nước đầu tiên để gánh chịu hậu quả chính là Việt Nam. Khi mà chúng ta phải sống gần một nước luôn có tham vọng bành trướng, không bao giờ chấp nhận chung sống hòa bình. 6.000 năm qua cho thấy, gen của tộc Hán vẫn duy trì và phát triển theo chiều hướng ngày càng xấu hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.